Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học Lalabam thực chiến của mình. Rồi, ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về đệ quy rồi. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tách cái phân phương thức đệ quy đấy ra một cái class riêng. Các bạn đầu tiên mở cho mình cái trình viết code lên. Các bạn vào thư mục app này. Các bạn tạo cho mình cái file, à cái thư mục là component. Sau đây các bạn tạo cho mình cái file là CQC .php. Đây là class mình sẽ tạo cái function CQC trong đây. Và ở đây các bạn file cho mình báo mình có class này CQC này rồi. À, mình có namespace app vào trong component component s rồi. Ở trong class này thì mình sẽ có cái phương thức như hôm trước mình đã viết đấy, public function này, cái phương thức là đây category SQC. Các bạn copy cho mình copy này, copy hôm trước copy này. Bạn có nguyên đoạn này cho mình là mình sẽ format lại cho nó phù hợp nhá. Ctrl C này. Ctrl V. Ở đây mình sẽ có một cái constructor nhá. Ship chưa constructor này. Rồi. Rồi các bạn bây giờ bạn cứ để đây đã, bây giờ mình bắt bạn chuyển sang file category controller cho mình. Các bạn xóa cho mình cái phân phương thức này đi. Rồi các bạn xóa hết cái phần này đi. Rồi. Rồi các bạn giữ lại này thôi. Thì ở đây thì mình sẽ có là mình sẽ include cái file CQC mình vừa tạo vào vào em. Rồi app component CQC. Đầu tiên các bạn khởi tạo cho mình tạo cho mình cái instance đấy của GQC bằng cái gì new của GQC, và ở đây các bạn phải truyền cho mình để lọc được cái dữ liệu thì mình phải có data list ra ôn tất cả category, thì đây là mình sẽ truyền vào biến data. Như vậy khi mà mình new một cái object như thế này thì constructor đầu tiên nó sẽ chạy và nó nhận được cái biến data này. Ở đây các bạn. Constructor của mình đây. Bên class này sẽ nhận được data. Sau đấy mình gán cái biến data của đây bằng cái data mình nhận được. Đấy, thì bây giờ git data bây giờ chứa được cái data mình nhận từ bên kia. Ở đây mình thêm cái tên biến data. Và mình format lại cái function này. Ở đây thì không phải là data mà mình phải là git chọn data. Rồi các bạn add value này. Chuyển vào ID, chuyển vào text. ID ở đây mặc định lúc đầu bằng 0. Sau đấy khi lặp qua rồi gì tôn lại ok, và mình có một cái biến nữa private đây HTML sẽ đây các bạn đô la HTML mình copy này nha bằng cái gì bằng rỗng, mình gắn bằng rỗng lúc đầu, sau đấy mình nối biến là sau đấy mình nối mỗi lần lặp qua mình nối mình gì tôn lại được cái mạng option này. Ở bên kia mình phải gọi hàm này. Ok. Sau khi mình nhận được biến data thì mình sẽ gọi cái hàm phương thức này. Đây. Từ cái đối tượng này cho đến phương thức. Rồi. Và mình đặt cái này vào HTML option này các bạn. Đây. Rồi các bạn bỏ cái dòng dưới này đi.
Rồi, ở đây mình format là tí rồi mình sẽ lấy cái này qua contractor nhá. Ở đây thì mình đi dependency injection cái lớp carry vào. Thì mình sẽ có đối tượng tương ứng. Rồi. Thì mình Ctrl D. Rồi. Mình gắn cái biến này thì bằng. Rồi. Mình có private. Các bạn bỏ cái này nha, cái select hạ mình bỏ rồi. Thì bạn bạn bỏ cái này là private là category là xong. Qua này đi. Rồi. Thì ở đây thì mình chỉ là gán cái biến category này. Đây. Bằng cái instance của một category này để mình sử dụng các phương thức ở trong trong cái Eloquent model nha. Thì ở đây mình sẽ không dùng này nữa mà mình sẽ hiện có biến. Đây, lúc này nó đã chứa một instance rồi. Mình sẽ gọi phương thức own. Rồi. Rồi bây giờ các bạn thử chạy thử xem bên đã nhận được chứ nhá. Các bạn chạy cho mình server lên. Hiện tại bây giờ mình chạy server rồi. Các bạn chạy lên cho mình. Và mình ra mình truy cập lại. Nó có 8.000. Các bạn truy cập vào home. Danh mục sản phẩm. Xong vào add. Ở đây nó đang báo app component category not found. App component category not found. Đây nó xảy ra ở trong con chắc này. App component. À, sau đây các bạn. Ở đây thì mình phải bỏ cái data đi bởi vì ở trong đây nó truy vấn theo cái đang gọi cái lớp category này ở trả trong đây mà bên đây mình không cần, mình đã truyền cái biến data đây, nhận được đây rồi. Các bạn cần cho đấy đi bỏ này đi nha. Rồi các bạn refresh lại cho mình. Rồi, ở đây thì mình đã nhận được cái danh mục tra. Đây, các bạn nhìn thấy. Category 1 này, category 1.1 này. Đấy, một gạch. Thì các bạn có thể thêm ở đây là hai gạch nhìn cho nó tường minh hơn một chút đây. Mình chỉ phép lại. Đây mình đã có carry cha con rất là rõ ràng rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong view này mình chỉnh sửa cái name của nó và tiến hành submit form. Bạn mở file S lên cho mình. Ở đây là mình bạn phải chọn là text nhá. Và ở đây thì là tên danh mục là text và mình đặt cho nó một cái tên đi. Bạn xuống dòng cho dễ nhìn. Mình đặt cho một cái tên name của nó là name là đây theo category này. Bạn mở category lên. Có thể bạn đặt name luôn. Và ở đây mình sẽ có name của select này. Danh mục tra các bạn. Name đây nó sẽ là gì? Nó sẽ lưu với parent là đi. Form trong Laravel ấy, khi các bạn submit thì các bạn phải có cho mình CSS. Này. Các bạn gì phép lại. Xem là nhận chưa name. Đây mình đang check một bài. Name. Name đã nhận và đã sinh ra cái token này rồi. Sau khi đầy đủ dữ liệu thì mình sẽ bây giờ mình sẽ vào mình tạo thêm vào các bạn vào cho mình cái dâu này web.php mình tạo một cái dâu tơ để submit form. Ở đây mình sẽ có một dâu tơ là các bạn cần Ctrl C cho mình. Ở đây bạn để là post nhá. Đấy. Post thì các bạn để đây cho mình store. Và các bạn gọi đến carry store, phương thức là store. Rồi. Và mình sẽ bind cái router này vào. Ctrl C này. Các bạn vào S này, các bạn vào form, phần form. Action.
lượng row và tiền row name vừa rồi mình vừa tạo là Kaizen Store. Và method ở đây không quên là post. Rồi. Đầy đủ mọi thứ các bạn nhé. Các bạn tạo cho mình phương thức store trong category. Xóa này đi. Public function store. Rồi, bây giờ ở đây mình sẽ có là như thế nào, là mình chỉ cần là khi mà submit form thì mình chỉ có zip cho đến category và mình chọn đến grid. Grid thì nhận vào một mảng là data. Ở đây thì mình sẽ có là hai cái key. Đây các bạn. Và đây các bạn vào design table name. Và các bạn xuống cho mình một cái nữa là copy luôn. Parent ID. Nên ở đây thì mình sẽ có, đây các bạn nhận cho mình là request nha, lớp request. Đấy, đây các bạn nhìn request này, đây đi domain http request và đô đạo request. Ở đây thì mình trong request này mình sẽ lấy theo tên của cái field đấy là name nha. Và tương tự mình sẽ có tên PDD. Rồi. Mình thử xem đi được chưa. Đây, các bạn refresh lại cho mình. Đây, name của nó này. Request cho đến name này. Đây các bạn. Bây giờ mình sử ấn submit form. Bây giờ mình tạo một cái danh mục là category 2.1.1 đi. Là con của 2.1 các bạn. 2.1 đây. Mình submit form. Rồi, lỗi rồi. Đây các bạn thấy add name fillable thuộc tính đến. Đây nha, lỗi đây thì các bạn vào cho mình cái category. Đây. Model category và các bạn thêm cho mình là protected. Cái dollar fillable. Đấy. Bằng name phẩy, mình thêm luôn cái trường parent ID nhá. Ở đây khi những cái trường bạn thêm này thì nó sẽ, những cái trường này thì được phép insert dữ liệu khi nơi bỏ ấy. Mình refresh lại. Nó sẽ báo là field select không có một cái default full value select. Mình check lại tí cái form nhá. À, sorry các bạn. Category thì mình có một cái field nó là select đây. Select thì là mình đang là không có giá trị. Thì ở đây mình cũng sẽ tạo luôn khi insert ấy. Mình sẽ thêm một cái select. Sau này thì mình lấy dữ liệu ra theo select. Đây. Các bạn lấy cho mình là có hàm helper của string select ấy. Nó sẽ chuyển tất cả cái tên thành dấu gạch ngang. Đây các bạn lấy theo tên, request name. Rồi. Bạn xin phép lại. Vẫn báo đây các bạn back lại cho mình. Các bạn tạo lại. Mình lại cho category 2.1.1. Con của 2.1. Submit. Select vẫn không có một cái default value. À, các bạn phải thêm cho mình cái category này vào trong cái đây. Rồi các bạn back lại cái form nha. Mình đây back lại form credit này, các bạn tạo danh mục mới cho mình. 2.1.1 này, con của 2.1. Submit. Invalidate time format, insert parent. Parent ID. À, ok.
các bạn mở sang ở đây là lỗi này là do nó pen ID nó chưa nhận được nhá. Ở đây các bạn mở cái function mà mình tạo để quy ấy. Đây. Các bạn thêm cho mình cái value ở đây. Nó chưa có value. Value thì bằng cái value này. ID. Đây các bạn ôi chuỗi. Rồi. Nối chuỗi đây nha. Rồi, mình ra mình back lại form. Mình xem đã nhận được cái ID chưa. Các bạn xem vào select này. À đây, đã nhận được ID các bạn. Thì sau khi nhận được ID thì các bạn lại tạo lại cho mình con của category 2.1 này. Đây. Submit. Rồi. Các bạn refresh lại cái database. Đã nhận được 2.1.1 rồi các bạn nhé, là con có parent ID bằng 17, chính là cái ID của cái thằng 2.1 này. Ở đây thì mình sau khi mình submit form xong, mình muốn nó redirect về cái trang 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 hội à trang category list nhá. Thì ở đây các bạn vào category controller. Sau khi insert xong return thì redirect. À, redirect đến cái router này, đến row nhá, truyền các bạn truyền vào tên name row của nó là vào web này, các bạn đến row này category.index. Rồi mình sẽ thử lại, mình back lại, mình tạo thêm một cái danh mục đó. Đây các bạn soi, các bạn sẽ thấy là category 2.1.1 đã là con của 2.1. Phương thức để quy này mình viết là ok rồi. Đây mình sẽ tạo thêm một category 2.1 lại .1 nữa đi. Là con của 2.1.1. Đây. Đấy. 3 con 1 là con của 2.1.1, 2 con 1. Và mình ấn submit. Đấy, các bạn thấy nó đã quay về màn hình hit carry. Thì ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái màn hình hit carry này. Ok, cảm ơn các bạn nha.